nhằm phát hiện chủ động bệnh lao, lao tiềm ẩn tại cộng đồng, đặc biệt trên nhóm tuổi từ 0 cho đến 19 tuổi. Bệnh viện Phổi tỉnh Vĩnh Long vừa triển khai khám sàng lọc chủ động bệnh lao, lao tiềm ẩn cho trẻ em và vị thành niên tại ba huyện Tam Bình, Trà Ôn và Vũng Liêm. Tại ba huyện Tam Bình, Trà Ôn và Vũng Liêm, trên 1.960 trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 19 tuổi có triệu chứng lâm sàng nghi lao hoặc có tiếp xúc nguồn lây. Trẻ dưới 5 tuổi có triệu chứng suy hô hấp hoặc đang điều trị bệnh hô hấp. Trẻ em dưới 2 tuổi hoặc trẻ có các yếu tố nguy cơ khác được khám lâm sàng, chụp X-quang phổi tầm soát bệnh lao. Sau khi chụp X-quang phổi, nếu có tổn thương sẽ chỉ định xét nghiệm X-BUD, thử test măng tút và được quản lý điều trị khi mắc bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới lao, trẻ em chiếm khoảng 10% trong bệnh nhân lao. Việc triển khai khám sàng lọc tầm soát lao cho trẻ, đặc biệt là cho trẻ tiếp xúc với nguồn lây, sẽ kịp thời phát hiện, điều trị dự phòng cho trẻ, góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ trước căn bệnh truyền nhiễm này.